Hệ thống Aro Sài Gòn kính chào anh em. Thì hôm qua em có về được một ít đồ từ Nhật ha. Thì trong đó nó có một cây quạt không cánh của Dyson. Đây, nguyên hộp ha. Đây là cái model nó là AM07. Đây, model AM07. Thì cây này nó là màu trắng sữa, nguyên nguyên thùng xốp. Và một số bao với âm ly, lo. Thì những hàng này từ Nhật về em vẫn chưa khui ha. Lát xíu em giới thiệu anh em luôn. Có mấy mà răng 94 limited nè. Một cái đài đèn của Natonan. Thì có một cái con bô 600XR thùng xốp siêu đẹp luôn. Rồi đây là cái thùng của quạt không cánh Dyson. Thì nó model là AM07 ha. Đây. Đây là cái phần đế dưới nè. Đây, cái phần này là phần phía trên của cắn gió. Và cây này là đủ khiển ha. Thì cây này bên đó người bên Nhật người ta vẫn dùng rồi, nhưng mà nó là còn hiện trạng rất là đẹp. Rồi bây giờ em sẽ ráp vào và quay cho anh em xem ha. Hoặc không cảnh Dyson ha. Đây thì phần hình thức đây nè. Đây là không cái thông cái thùng, một cái thân đựng cho phần tảng gió nè, và cái phần máy chính ở phía dưới. Thì đây là remote green ha. Remote green để chúng ta điều khiển tốc độ gió và tốc độ quay. Đây là phần đế chân ở phía dưới. Còn đây là phần phía đế dưới nè. Thì đây là các phần thông số thì đều nằm ở phần dưới phần nắp này. Đây là Dyson nè. Đây nặng 3,4 kg. Thì đối với quạt Dyson đó là một công nghệ của Anh ha, Ireland. Và được sản xuất tại Mac in Malaysia. Điện 100V ha, 100V. Model là AM07 nè. Đấy, và series 5034A. 5034A. Rồi thì phần hình thức quạt là như vậy. Rất là đẹp. Thì cái phần đế này chúng ta có chiều dặn này, chúng ta đút cho người ta xây vào. Và cái phần cánh trên cũng vậy, nó có chiều mũi tên nè. Ha, chiều mũi tên nè. Thì em kiểm tra tổng thể thì rất là keng, từ đế tới remote và phần máy chính và phần cánh. Cái này gọi là phần là tảng gió thì đúng. Đúng ha, rất là đẹp nè. Đây, em cầm em quay cho dễ, còn ráp vô quay thì nó hơi khó quay xíu ha. Đây là giờ nó có trầy nhẹ một xíu ngay đây ha. Thì này bên đó là hàng người ta dùng rồi đấy. Đây tổng thể phía trên này rất đẹp, nó có bị nứt một chút xíu phía trên đây nè. Đây ha, tỏ ra này ha, nó lại này là phần này bằng nhựa, nó tản gió thôi, nó không ảnh hưởng gì tới mức độ gió và mức độ nhìn ha. Chúng ta ráp vào thì nó nằm phần phía trên nè. Đây ta nhìn xuống nhìn mới thấy nè. Đấy thì do vận chuyển về nó bị ha. Thì những cái cây này đa phần là mua có hộp em mới mua, còn không hộp thì vận chuyển về. Cho nên cái phần này nó rất là nhẹ và mỏng ha, rất là mỏng thì nó dễ bể lắm. Đấy thì hiện trạng là của em nó như vậy rồi ha. Thì thông thường những cái cây này mà còn nguyên hộp đẹp này rơi vào tầm 6 triệu. Thì cái cây này bị vậy nè em mà ít cho nè em 1 triệu ha, còn 5 triệu nè, 5 triệu không ảnh hưởng đến mức độ gió ha. Cái này là nằm phần phía trước nè, gió thì nó luồn được những cái khe này đi ra ha, luồn từ cái khe ra chứ không liên quan tới cái thanh này hết ha. Luồn từ những cái khe đi ra nè. Rồi để em ráp vào thì những cái cây này em ráp vào cho anh em thấy, những cái cây này đương nhiên là tác động rất hoàn hảo trước khi quay cho anh em. Rồi thì phần hình thức khi em ráp vào ha, này thì đối với cây quạt này nó cao lên là 88 và ngang qua là 17 phân ha. Ngang 17 phân và đường kính gió rất là dài ha. Rồi em đã cắm điện vào. Rồi rồi mở lên nè. Đấy bắt đầu quạt. Thì nó có 10 cấp độ gió ha. Đấy, đây là cấp gió độ cao nhất và bật chế độ quay nè. Quạt là cực kỳ mát luôn. Cái đường kính gió nó rất là dài, đường kính gió nó khoảng tầm 60cm rồi. Đây. Thì trên remote nó chúng ta bao gồm nè, lớn nhỏ nè, tắt nguồn nè, quay qua quay lại nè, và chế độ hẹn giờ. Thì hẹn giờ nè, nó có 15 phút nè, 30 phút nè, 45, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tiếng nữa ha. Ta hẹn giờ được 9 tiếng luôn. Đấy. Nó có rất nhiều chế độ gió và gió nó rất là im ha. Thì nó luồn gió từ phía dưới này, nó thổi lên nó luồn gió ở phía khe này nè. Đấy, thì vậy
hiện trạng là như vậy ha. Rồi thì với giá 5 triệu em bao ship toàn quốc ha, cho cây Dyson rất là đẹp, thì chỉ có bị vận chuyển về nó bị nứt nhẹo một chút xíu ngay đây ha. Đấy, này, này. Rồi em kính chào anh em.